con xin phép hỏi sự khác nhau của pháp ác và pháp bất thiện là gì quả báo của hai loại pháp này có khác nhau không à, nó nằm trong cái quyển mà tôi mới đưa sư hôm nay à, cái quyển à, chú à, gì à, tâm tạng chỉ nam à, cái quyển cho ngài à, chánh thân ngài à, dịch xong nhưng mà có điều là chống nó, nó nó nhiều lắm nó nhiều lắm mà nó cũng khô lắm à, ai mất ngủ thì cũng thích hợp để để coi à, tại vì coi nó rồi <laughs> trong cái vấn đề này đó trong đó nó có ghi một đoạn như thế này đó là có những cái bất thiện nên có nha có những cái bất thiện nên có có nghĩa là sao có những cái tham nên có có những cái sân nên có ở trong đó gọi là cái 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 tham dục tham ái nha yeah, tham ái có những cái tham ái nên có đó là gì à, sự mong muốn um, bố thí sự mong muốn làm các thiện pháp sự thích thú khi làm các thiện pháp sự hoan hỷ khi nghĩ về các thiện pháp mình đã làm à, sự uh, mong muốn là chứng đạt được những gì chưa chứng đạt tức là chứng các tầng thiền rồi chứng các tầng thánh chứng đắc đạo quả đó thì đó là những cái tham nên muốn tham đây là gì tức là những cái mình muốn nha cái muốn bất kỳ cái gì hễ mà mình muốn nó là đó gọi là tham mà gọi là dục đấy à, cho nên đây là cái cái gọi là cái tham nên có nha và cái tham này là cái bất thiện thì trong trường hợp này đó đây là cái bất thiện nên có ừ. rồi cái thứ hai đó à, là có những cái à, cái sân nên có tức là gì tôi ưu tư ưu tư làm sao để mà tôi có thể giữ giới được đây ha rồi à, tôi ưu tư à, làm sao để mà tôi hành thiện được tốt đây rồi tôi ưu tư làm sao để tôi vượt qua cái sự buồn ngủ đây Tôi ưu tư làm sao để tôi vượt qua những cái chướng ngại đây Tôi ưu tư làm sao để tôi chứng đắc được đạo quả đây Thì cái ưu tư đó đó là cái sân đó. Và cái sân là cái bất thiện Nhưng mà ở đây nói Cái bất thiện này là cái bất thiện nên có Cái chữ Akusala đó Nó có nhiều nghĩa nha một á, là nó có nghĩa là ác ví dụ như sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu à, thì nó là bất thiện thì nó có nghĩa là ác nha. À, rồi cái akusala lá cái nghĩa thứ hai đó có nghĩa là không có khéo nha, khéo ở đây tức là gọi là cái kỹ năng nha. ví dụ như là à, cái người mà thiện nghệ là cái người làm nghề giỏi người thiện xạ là người bắn tên giỏi Đấy À cho nên á là cái Sa ở đây đó mang ý nghĩa là không có khéo, tức là sao? Mình làm thiện, mình làm phước mà mình còn phải xài cái tâm tham, cái tâm sân, tức là mình còn sự ham thích và sự ưu tư thì nó là không có khéo. Chứ ở đây nó không có ác nha. Còn cái ác á cái ác ở đây ở trong kinh á, nói có khi nói rất là rõ tức là các ác bất thiện pháp nha các ác bất thiện pháp, ác bất thiện pháp ở đây tức là những cái nghiệp mà nó sẽ cho kết quả khổ đau, thì nó là cái ác bất thiện pháp. Còn cái bất thiện mà không có ác ấy, thì nó là nên có mà, bởi vì nó là cái nhân để cho mình có thể làm các thiện pháp. Chẳng qua là nếu như mình nói cái mặt cái của nó là gì á? thì nó làm cho cái chuyện tu của mình nó trở nên nó hơi khó khó hơn thôi nha cái câu này nó hơi rối một chút là pháp ác nó pháp bất thiện á nói nôm na là từ là, là à, pháp à, bất thiện á giống như là một sự tiến hóa ác pháp giống như là một sự tiến hóa của bất thiện vậy đó có nghĩa là mình giờ ví dụ như á, nước và cà phê thì à, ác pháp giống như cà phê còn bất thiện là nước thì hỏi rằng nước nước có phải cà phê không thì không phải nhưng mà cà phê bởi vì nãy giờ mạng có vấn đề giờ nó ngứa rồi đó nữa Ở đây có ai nghe không rõ không thì á nãy nói tới đâu rồi chúng <laughs> okay. ta trở lại cái câu vấn đề câu hỏi này là nước á, thì với cà phê đó thì cà phê là nước nhưng mà nước không phải là cà phê nha thì ác pháp nó là bất thiện đó nhưng mà bất thiện đó, chưa chắc có phải là ác pháp hay không nó khác nhau cái chỗ đó hay nói cách khác á, bất thiện nó phải tiến hóa lên thì mới là ác pháp được. Chứ như giờ mình nghĩ trong đầu một cái gì đó sai lạc, nó bất thiện ví dụ mình nghĩ tôi muốn tôi muốn quất ông này quá, tôi muốn đánh ông này là quá. Đó là ác pháp nghĩ bất thiện. Đó, nói đây là ác pháp. Ác pháp tự ý, ác bất thiện pháp tự ý. À, bây giờ mình nghĩ mình nghĩ trong đầu một cái gì về bất buồn thiện đó, buồn. buồn lo ưu tư. Nhưng mà mình ai lại nói mình tiếng mình mở miệng ra mình chửi người ta luôn đây là ác pháp nhưng mà bất thiện trong tâm có nghĩa là mình uh, bức rứt cái gì đó mình sân trong bụng thì nó lại là bất thiện thôi nhưng mà để là ác pháp nó phải hành động để là ác pháp nó phải hành động ra ừ. tôi nói như vậy thì tôi sợ nhiều người họ sẽ không có rõ um thôi thì cứ cứ hiểu là nếu như mà mình à, tham thích trong các thiện pháp hoặc là mình ưu tư trong các thiện pháp thì nó là bất thiện chứ nó không phải là ác còn các cái trường hợp còn lại mà nó dính dáng tới dục á tức là cái sự hưởng thụ à, bất mãn hoặc là tham thích mà liên quan đến các dục á thì mà nó ưu tư nha ưu tư hoặc tham thích thì nó là ác pháp